Tặng em này. Em hả? À sao này nhanh nhỉ? À ngày trước em tặng nhận hoa của em của anh cơ mà em. Hoa đâu? Hoa đâu? Hoa của mình tặng rồi ạ. À hoa của thằng Đô ạ. À? Em ơi thế cũng được rồi nhá. Sao anh lại mò được em ở đây? Cắn em ơi. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến video tiếp theo trên kênh của mình các bạn nhé. Thì trên kênh của mình ấy, có một cái video hơn 1 triệu view rồi. Có một bạn tên là Mỹ các bạn, bán thịt trâu sấy và một đồ nướng ở bản Các Cát rất là xinh. Thì thằng Đô nó, trong cái dịp này ấy, thì bạn Đô ấy, thì mới cộng tác và làm với mình cái series ẩm thực các bạn. Thì Đô xem lại cái clip đấy rất là kết cái bé bán đồ nướng ấy các bạn. Thì mình cũng lên với Đô lên thăm lại bạn ấy luôn các bạn. Biết thằng em Đô có thích em Hoài không? Bạn ấy tên là Mị và tên là Hoài luôn các bạn. Thì hiện tại bọn mình đang đến gần nhà của bạn Mị rồi đấy. Thôi mình gọi bạn Hoài đi. Bạn ấy tên là Mị nữa nhưng mà gọi là Hoài đi các bạn. Thì Đô lên trước rồi. Các bạn nghe tiếng chó sủa không? Biết là được em ấy tiếp không? Ok, mình sẽ ngắt một cành hoa. Đây là hoa cải các bạn ạ. Hoa cải tại Sapa các bạn nhé. Ở ven đường luôn thôi các bạn. Hoa cải này. Ngắt để tặng em Hoài. Hoa đẹp không? Em ơi. Em xinh gái ơi. Em thì bảo anh tặng em này. Em có hoa mà. Hả? À sao này nhanh nhỉ? À ngày trước em tặng nhận hoa của em của anh cơ mà em. Hoa đâu? Hoa đâu? Hoa của mình tặng rồi ạ. À hoa của thằng Đô à? Em ăn thế cũng được rồi nhá. Đùa. Sao anh lại mò được em ở đây? Cắn em ơi. Thế, tặng Đô này. Không. Đi thế về đây, về nhà đây. À đây thế Hoài giới thiệu cái chỗ này là gì Hoài? Đây các bạn nhé, đây là bạn tên là Hoài các bạn. Ở hôm rồi ở quán nướng ấy. Bọn mình lên đây nhà bạn Hoài chơi. Lên đây còn mò lên theo được, chịu ấy. Chịu cái gì? Đây là đồi. Cô ý định, thằng này định ý định gì à? Người ta đi hẹn hò. Hẹn hò à? Chơi thôi gì, không phải hẹn hò đâu gì. Đi chơi thôi. Thế cho anh đi với. Gì mà khó khăn thế? Đây là riêng tư. Rồi riêng tư thôi, mình hỏi bạn Hoài. Đây là những cây, mình hỏi bạn Hoài chút này. Vườn mận. Mận đây á? Ô đây là mận á? Vâng. Nó còn sống không? Ồ. Mận nhưng mà quả xanh ấy. Mận gì mà nhìn cũ kỹ nhìn ấy thế nhỉ? Ở dưới kia có, em vừa ăn được 2 quả. Có mận á? Vâng, mình giới thiệu các bạn biết một chút nhé. Đây, mình đang ngược sáng cái mặt trời của cái hướng ở Sapa này ấy, các bạn. Sương mù liên tục rồi. Ồ đây, sương mù lại bay tiếp này. Mình nói đúng không? Đây. Mình quay sương mù trước nhé. Mình giới thiệu cái cây sau. Ó lại một đợt sương mù lên này. Gió thổi nhanh cực kỳ luôn. Mình để máy một lúc thôi nó sẽ không nhìn thấy gì luôn. Lúc nãy đang trời nắng luôn mà sương mù. Không đẹp cái đấy đâu. Đó mình giới thiệu thiếu. Đây là mận á, à, Hoài. Mận xanh ấy. Cái mận xanh nhá. Đẹp nhỉ, thế còn đường này đi đâu nữa em? Đường này đi nhà dân ấy. Có một nhà trên này nữa à? Có nhà. À, trên này su nữa đúng không? Ui, đi xem vườn su su đi em. Nhưng mà mấy cậu vàng này. Tiếc là cái su su này là dàn dàn các bạn nhìn thấy không? Đây là su su này. Rất là nhiều ấy. Su su nhà bạn Hoài. Su su này thì mỗi năm là trồng mới à hay là như nào em? Cái cây này thì nó có thể là có cây sống được rất là lâu nhưng mà có cây thì do thời tiết lạnh nên là cũng sẽ bị chết. À không, mình trồng lại. À, hóa ra thế. Mấy bạn này là nhà em nuôi hết à? 1, 2, 3 này. Đúng không? Không phải đâu chứ. Nhà bên dưới kia, còn đây thì có nhà xung quanh. Thế à? Mày nhá, lên đây nhá, toàn chó thôi, không có chuyện đâu, tán được em đâu.
Chịu đấy. Thấy xinh mà đi một mình à? Hai mình đi, hai mình cái này. Thằng này nó kết em hoài thật rồi các bạn. Nó gặp một lần nó kết thật rồi. Đây, đây là cây thông này các bạn. Bên kia là cây thông này. Ôi mình vừa đứng đây một tí nha, lúc nãy còn nắng nha, bây giờ là sương lên luôn này. Thôi về đi. Lạnh lắm. Ok, đây là Đô, đây là Hoài các bạn nhé, bọn mình sẽ về. Và có một món ở nhà bạn Hoài nữa bọn mình sẽ giới thiệu luôn lúc này. Về nhà giới thiệu luôn chứ Hoài nhỉ? Ok. Ok, mình sẽ giới thiệu luôn cái món này. Anh chuẩn bị đi gặp mẹ vợ đúng không? À, ghê nhé, mẹ vợ cơ đấy. Đến bắt vợ đấy. Nhớ nó lại thật đó. Được, 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 có chí khí. Liều mới ăn nhiều. Ok, đây nhà bạn Hoài. Chào cô ạ. À, đây rồi. Xin chào, đây là bạn Thu, là chị gái của Hoài luôn các bạn. Cháu chào cô ạ. Đây này, cái món mà mình giới thiệu, định giới thiệu này các bạn này. Tức là thịt trâu gác bếp đấy các bạn, nhà bạn Hoài và bạn Thu sẽ làm cái món thịt trâu gác bếp nhá. Cả bạn Đô nữa sẽ làm cái món thịt trâu gác bếp giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Lạnh quá các bạn ạ. Mình nghĩ là bạn Thu lúc nãy có mặc bộ váy nhưng mà lạnh, nhưng mà em mặc thêm cái áo vào. Cổ mình dính cái gì ạ? Đây là gia vị ướp này. Ồ, đây 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 à? Đây là lợn, còn đây là trâu. À, đây là thịt lợn đúng không ạ? Vâng, làm cả lợn lẫn trâu. À. Đây là lợn bạn. Lợn sáng nay em bỏ vào thờ cái này. À, rồi rồi. Còn bên này thì trâu các bạn, thì trâu thờ nó sẽ đỏ hơn này. Ôi, mình vừa trên kia về. Lạnh khán hết cả cổ các bạn. Ok, đây. Đây trâu nhá các bạn nhá. Ok, các bạn xem thao tác tay của bạn Thu làm. Đô có làm được không em? Em có, có làm giả. Đấy được. Thu làm một tí cho Đô làm xem có, xem có đúng là con rể được không? Nếu mà được. Được. Nhận con rể luôn. Nhận con rể cô. Dạ dạ. Đây là mẹ của Thu và Hoài các bạn. Để coi xem Đô làm các bạn. Cô hướng dẫn này. À, nhanh nhảu lắm. Không được đâu. Em chỉ một lần là em biết thôi nhá. Rồi. Cảm ơn. Úi giời ơi. Đấy nhỉ. Em từng đi học. Đấy. Từ thôi, bình tĩnh nào. Nào, được rồi. Mỏng quá. Ok. Đô đang làm đấy các bạn. Xem Đô có được qua vòng gửi xe là làm con rể ở đây không? Ui, nhưng mà đâu xem nào. À. Không đeo nhá. Chết rồi, chết. Để con sẽ làm lại một lần nữa. Đùa. À, ai làm con? Chưa chỉ được con mẹ mẹ. Hoài đuổi em bạn về. Em có đuổi anh không? Có người làm như này không đuổi đâu. Không nỡ đuổi anh đúng không? Chết rồi. Phải lấy mạnh thì không? Vụ này anh không về nhà được nữa rồi. Tạm được rồi. Đấy, tạm được rồi. Lần thứ hai tạm được rồi. Lần thứ nhất là cũng được, lần thứ hai tạm được rồi. Được. Thì món thịt trâu sấy này thì à, gọi là thịt trâu gác bếp đi các bạn. Thịt trâu sấy thì nghe nó không đúng lắm em nhỉ. Đúng rồi ạ. Thịt trâu gác bếp đi. Thì là một cái món rất là phổ biến đối với đồng bào người dân tộc Tây Bắc bọn mình nha các bạn nhé. Đô bị loại luôn đúng không? Thu làm. Ok, mọi người xem Thu làm nhé. Đô làm bị loại rồi. Không đạt tiêu chuẩn. Em có muốn sau này anh sẽ phụ em hái trâu. Thế con phải thử từ đây đến bây giờ ấy. Anh sẽ phụ em.
Còn cái gia vị đây này các bạn này. À, tí mình giới thiệu cái gia vị đi. Xem bạn Thu làm nè các bạn. Wow, này quá ngon luôn. Này, quá đỏ. Thái như kiểu thái máy luôn nha, đồ nha. Đồ học lập lấy kinh nghiệm em nhé. Vâng. Em lần thứ 3 là ok rồi. Còn một miếng nữa. Đây. Phát lợi. Mắc khén là mình có ra không? Cá tiêu đã. Rang cho mình chín. Hơi lợn. Không. Có vị gì nhỉ? Vị chính là để nguyên vị của nó. Vị mắt. Anh làm, anh nấu ăn đấy. Toàn cho mắc khén không? Toàn cho mắc khén rồi. À đây rồi, đây lưỡi rồi. Bây giờ mình cắn luôn. Ok. Ôi cái miếng kia cũng làm to thế hả em? Miếng này cũng làm to thế ạ? À, để nguyên thế. Ồ. Cái này nó hao mà anh. Đô xem cách làm nhá. Tao mới ở rể được em. Dạ. Đấy. Có thực sự ở rể em đây. Dạ. Wow. Nào giơ lên để cô chấm điểm nào. Ổn chưa ạ? Quá cô, được cô, đấy. Cô nhận xét đi cô, nhận xét đi cô. À. Chưa được. Rồi. Bây giờ con phải cắt đã thì cô nhận xét. Không thì con mừng một đấy. Là vui lắm. Không. Đẹp thế nhỉ. Đô cũng hay vào bếp đấy cô ạ. Nhưng mà cái món này chưa làm bao giờ. Nào, được rồi ạ. Thì lần để mới khai bên cạnh. Đừng có lấn thì châu. Nhận biết mà, lúc gì xây lên nhận biết đấy. Vâng. Như lúc đầu ấy bảo với anh ấy, lợn nó trắng. Đúng rồi, lợn trắng. Với lại thì lợn nó có mỡ mà. Thế nên là biết ngay mà. Lúc gì xây ra nó cũng... Ngài nhá. Được chưa? Được đấy nhỉ. Thế còn bằng này này. Khoai thế em duyệt cho em. Tiếp. Đùa. Bây giờ mông con chưa thái bao giờ. Bầm chỉ cho con rồi ạ. Ủa tê lưỡi quá. Bác khen. Đấy. Vào vào được tán gái xong rồi các kiểu nữa còn được làm được chấm điểm làm con rể nữa. Được ăn được nói có được gói mang về không nhỉ? Có. Bây giờ mấy con không gói thịt trâu mang về đâu. Con phải gói thịt người cơ. Cô ơi. Cô thế kéo bắt vợ đâu cô? Chưa bắt vợ được ạ? Ô biến cái mỏng rồi luôn. Hai phân em ơi để đúng rồi gầy thế. Ông có nào bếp bây giờ đâu mà cá tiêu đã rang cho mình chính hơi lợn không. Vị gì nhỉ? Tính là để nguyên vị của nó. Vị mắt. Anh nấu ăn đấy. Toàn cho mắc khén không? Toàn cho mắc khén. À đây rồi, thế lưỡi rồi. Bây giờ mình cắn luôn. Ok. Ôi cái miếng kia cũng làm to thế hả em? Miếng này cũng làm to thế ạ? À để nguyên thế. Ồ. Vì cái này nó hao mà anh. Đô xem cách làm nhá. Sao mới ở rể được em? Dạ. Đấy.
Có thực sự ở rẻ này. Dạ. Wow. Nào giơ lên để cô chấm điểm nào. Ổn chưa ạ? Quá cô, được. Cô nhận xét đi, cô nhận xét đi cô. À. Chưa được. Rồi. Từ từ cô phải cắt đã thì cô nhận xét. Không có một hụt này. Và run lắm. Không. Đèn thế nhỉ? Không có sao. Đô cũng hay vào bếp đấy cô ạ. Nhưng mà cái món này thì chưa làm bao giờ. Nào, được rồi ạ. Thì lần để bên khác bên cạnh. Để cứ lẫn thì châu. Lẫn biết mà, lúc gì xây lên lẫn biết đấy. Vâng. Như lúc đầu ấy bảo với anh ấy, lợn nó trắng. Đúng rồi, lợn trắng. Vậy thì lợn nó có mỡ mà. Thế là biết ngay mà. Lúc gì xây ra nó cũng biết. Này nhá. Được chưa? Được đấy nhỉ. Thế còn bằng này này. Hoài thế em duyệt cho em. Tiếp. Đùa. Bây giờ mông con chưa thái bao giờ. Bầm chỉ cho con ạ. Ủa tê lưỡi quá. Bác khen. À được. Cái này thì đơn giản. Đấy. Lợn đấy vào vào là được tán gái xong rồi các kiểu nữa còn được làm chấm điểm làm con rể nữa được ăn được nói có được gói mang về không nhỉ có bây giờ bây con không gói thịt trâu mang về đâu con phải gói thịt người cơ cô ơi cô thế kéo bắt vợ đâu cô chưa bắt vợ được ạ? Ô biến cái mỏng rồi luôn. Hai phân em ơi để đúng rồi rời thế. Quả này là quả xấu rồi cứ quay đi. Hơi bị xịn sò đấy. Rồi, bên này cũng được. Con lợn này tầm bao nhiêu cân ạ à, cô? Mua chợ này, con này không một tạ. À rồi. Nó có một cái mông của nó thôi mà. Đúng rồi. Bông này tận mông tạ 3 tạ 4. Cái này phải thái ngang thớ hay là dọc thớ hả cô? Kiểu kia. Dọc theo cái thớ kẹt à. Kẻ đấy. À phải thái dọc thớ đúng không ạ? Thì nó không cứ thẳng cái dao xuống thì đấy. Ok. À thì lợn thì không cần theo ấy. Thịt trâu cũng phải dọc thớ đúng không ạ? Trâu dọc thớ. Dọc thớ ngang thì nó bờ lắm. À đúng rồi. Để rồi nó thành sợi ấy. Đúng rồi. Được. Bạn Hoài rất là đâm chiêu ấy. Chết rồi. Đùa ạ. Bạn Hoài đang nghĩ là làm kiểu này thì chết rồi, bạn thích mày rồi. Đùa em run quá. Để run thật sự ấy. 23 năm nay rồi. Vô lên, 3 mình nữa. Ờ thế đồ ướp luôn nhá. Để cô nhận chấm điểm luôn cô ạ. Đồ với Hoài làm xem giống vợ chồng không? Nhè. Yeah. Wow. Đồ nhè. Được rồi ạ. Được rồi ạ. Ok các bạn đấy cái gia vị đấy nhá. Mình quay nốt cái gia vị này. Nếu mọi người đang làm này. Gia vị có ớt này. Ớt này ở Mường Khương và Bắc Hà của trên Lào Cai mình rất là nổi tiếng ấy. Rất cay luôn ạ. Đây hạt mắc khén rang rồi các bạn. Và kia là gừng. Tỏi ạ. Ô cô ơi. Rồi xong nhé các bạn nhé, chờ một tí nữa để Đô làm luôn, với Hoài làm luôn để ướp chuyển tải đến các bạn cái món thịt trâu các bếp. Mình lấy cho anh cái ghế đi. Ghế trong nhà đấy, nhà. Ok, để ướp gia vị luôn các bạn. Còn lò sấy ở trong nhà các bạn nhé.
À nhầm, gác bếp ở trong nhà, mình cứ nhầm thôi các bạn ạ. Ướp chung được mà. Tại vì các bạn ăn thịt trâu hay thịt lợn thì nó đều cùng chung một gia vị ạ. Nhưng mà lúc sấy xong ấy, thịt lợn nó nhìn khác, thịt trâu khác nha các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy mù mù không? Tầm xa không nhìn thấy gì luôn này. Thế này là nó không khí rất là lạnh, mình đang ốm dở nên là vẫn ho. Ồ. Đập gừng luôn. Đập này cũng được cô ạ. Đập xong thái. Hôm nay chỉ là ớt. Ừ. Ok. Các bạn nhìn thấy đồ đẹp trai không? Hôm nay mặc bộ này đẹp trai không? Bộ này bộ dân tộc người đồng bào người Mông nha các bạn nhé. Hoa ra xịn xò với em mình hay bản cắt cắt. Được bao không? Được chưa ạ? Được chưa ạ? Băm không? Băm không? Băm, băm hay là dạ? Thôi rồi, làm... Con băm nhé. Băm. Mà... Mẹ của Hoài đang chỉ đạo ấy các bạn. Chị làm. Vâng. À, bây giờ cho ớt vào trước đúng không ạ? Xong cho mắc khén. Đô đang đập nốt cái tỏi các bạn để cho vào. Mì chính. Mì chính muối các bạn. Đây là muối luôn, không cho rượu à cô? À, vẫn cho rượu đúng không ạ? Vâng. Rất là thơm luôn. Thơm muối mà khén luôn. Xong rồi đúng không? Này không, tí móc vào thôi. Ô, anh nghĩ là phải để lâu chứ nhỉ? Ướp qua một đêm. Đúng rồi. Phải để lâu lâu mà, thật mà. À đúng rồi, đúng rồi, may quá tí mình sẽ quay cái thùng mà bạn Thu hôm trước bạn ấy ướp rồi. Chị Thu ơi, để em. Để em chỗ mình thấy em ngoài. Càng để lâu thì nó ngấm. Dạ, càng để lâu càng ngon ạ. À đây là rượu đúng không ạ? Ôi máy nó đang mất nét này các bạn. Đây. Đây là cho rượu đấy. Rượu là một cái bí quyết luôn các bạn. Để nó không bị thối. Nó thơm. Rồi à. Đâu một miếng nào. Ok, đây là một miếng thịt trâu. Ta ngấm gia vị lợn bên cạnh. Ngoài cái giọng của mình chán quá. Đó, đây là hai miếng thịt lợn và thịt trâu. Bên trái sẽ là thịt lợn nha, bên phải thịt trâu nhé. Ngấm gia vị rồi. À, sẽ để nữa. Được chưa? Ok, cái này sẽ để lại cho ngày mai mới sấy được, mới gác bếp được các bạn nhé. Bây giờ mình vào trong xem cái bên trong nhà các bạn nhé. Thì đã để từ hôm qua đến giờ rồi. Đó, bạn Hoài rất là thùy mị xinh gái các bạn ạ. Em ơi, sao em xinh thế? Hoài ơi, sao em xinh thế? Anh bê cho. Anh sẽ bê em. Ăn nhiều thịt trâu các bê anh ạ. Ăn nhiều thịt trâu các bê ạ. Ôi đùa. Anh nhiều lắm, để anh bê cho. Đây mình vào luôn trong này. Ok, mình vào trong đấy nha các bạn nhé. Rồi, mình xin tắt đã. Vào trong đấy lấy ra mình sẽ quay.